trước hiện quả báo, sau mới vào địa ngục. Vấn đề này chúng ta bình tĩnh một chút, đầu óc tỉnh táo để quan sát, thì nó đều ở ngay trước mắt. Người tạo tội nghiệp sâu nặng, đầu tiên chúng ta nhìn thấy là tinh thần họ thất thường. Họ tạo nên tội nghiệp, thân thể luôn luôn bệnh tật. Đây là ngũ thống. Cảm ứng trên thân chúng ta, sau khi chết liền đi vào địa ngục. Trong địa ngục biến tướng đồ, thầy Giang vẽ thật không tệ. Ông hoàn toàn nương vào ngọc lịch bảo sứ của đạo gia làm căn bản. Có một số đồng học xem qua nói với tôi, tranh vẽ rất có văn minh, địa ngục thật đáng sợ hơn đây không chỉ gấp 10 lần. Chúng tôi tin, mà địa ngục ngày càng gia tăng. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó không phải là pháp cố định. Ngày xưa không có bom nguyên tử, hiện nay bom nguyên tử cũng có ở địa ngục. Lúc nó phát nổ, cả con người đều biến thành tro. Ở trong địa ngục chịu hình phạt này, tro đó dần dần tích tụ lại rồi biến thành hình người, bộc phát thêm lần nữa lại biến thành tro. Đến khi nào mới hết? Không bao giờ dứt. Ai chịu hình phạt địa ngục này? Người chế tạo bom nguyên tử, người thả bom nguyên tử. Vì sao vậy? Vì quý vị giết người như vậy, tương lai chắc chắn chịu quả báo này. Nên hiện nay địa ngục cũng rất mới mẻ, trước đây không có, hiện nay đều có. Chúng ta nghe trong kinh nói về những nguyên tắc nguyên lý, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Rất nhiều địa ngục mới, còn có giết người bằng sinh vật hóa học. Quý vị phải chịu quả báo này. Ngày xưa lúc nghiên cứu sinh vật, không tìm những động vật để ngày nào cũng giết chúng. Quý vị ngày ngày giết động vật để làm thí nghiệm. Như vậy có chịu quả báo này chăng? Quý vị giết nhái, giết chuột, không có gì không lãnh chịu quả báo. Những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Chúng sanh tạo nghiệp báo, nhất định quý vị nhìn thấy hiện báo trước, quả báo trong hiện đời. Sau đó quý vị thấy được quả báo của họ trong tam độ, nên gọi là cực hình.
Cực hình là quả báo trong tam đồ, nghĩa là làm ác phải thọ báo. Thọ báo quả báo nhẹ trong hiện đời trước. Quả báo trong hiện đời nhẹ là thiên tai trong ngày nay. Quý vị phải lãnh chịu những tử nạn như thiên tai nhân quả. Đây là hòa báo, là quả báo trong hiện đời. Sau khi chết, thân phải chịu quả báo nặng hơn. Như trong dương pháp, trừng trị tội phạm, đầu tiên là trị những người trong ngục trước. Trước tiên là đem người đó giam vào ngục, xiềng xích tay chân lại. Quý vị đã chịu đau khổ. Đây là ví dụ khổ báo trong hiện đời. Sau cùng mới dùng đến cực hình cắt đứt sinh mạng của họ. Ngày xưa là chém đầu. Cực hình tức ví như địa ngục. Khổ ở địa ngục giống như lửa đốt thân vậy. Đạo giáo tin có địa ngục, Phật giáo cũng nói đến địa ngục. Các tôn giáo khác tuy không nói đến lục đạo nhưng đều nói đến địa ngục. Đạo Hồi giáo có thiên đường, có địa ngục. Chúng ta quan sát kỹ địa ngục các tôn giáo khác, họ cũng có cả một biển lửa. Đại thể là đều tương đồng. Một biển lửa như lửa đốt thân. Sau khi chết lại đọa vào trong tam đồ. Nê Lê chính là địa ngục, cầm thú. Thuộc loại bò bay cửa động. Đây là đường súc sanh. Địa ngục thọ khổ vô cùng nên gọi là cực hình. Trong ba đường ác, đường địa ngục chịu báo khổ nhất. Địa ngục cũng vô cùng phức tạp. Yeah.
Hãy subscribe.